Người Việt Nam ta từ xa xưa đã sống vì cây lúa, là ngọc thực mà ông trời ban tặng cho loài người và cơm tẻ được coi là mẹ ruột. Từ trong lời thơ, câu hát cho tới những câu chuyện cổ tích đều thường xuyên thấy sự xuất hiện của cây lúa và hạt gạo. Có một tín hiệu đáng mừng là hạt gạo giờ đây không chỉ xuất bán thô mà đã được chế biến thành các sản phẩm khác nhằm đem lại giá trị cao hơn như bún, bánh phở, hủ tiếu, bột cháo, đặc biệt là miến gạo. Miến gạo là một loại thực phẩm khô được sử dụng rất phổ biến của người dân Việt Nam bởi tính tiện lợi, có thể bảo quản được lâu và đặc biệt dễ sử dụng, chế biến thành các món ăn khác nhau. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay các sản phẩm miến gạo truyền thống đa số vẫn đơn giản, thiếu tính sáng tạo, thậm chí có sản phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, gây không ít hoang mang cho người tiêu dùng và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người sử dụng. Với những kinh nghiệm vốn có trong việc sản xuất miến của làng nghề Phú Xuân, cộng với sự hiện đại của máy móc, cơ sở Huy bắt tay vào nghiên cứu để sản xuất sản phẩm miến gạo Huy. Ngay từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào, mỗi hạt gạo đều được lựa chọn kỹ càng, cùng với sự kiểm soát chặt chẽ trong từng khâu sản xuất. Loại gạo được cơ sở Huy sử dụng chính làm miến đó là loại gạo Q5 được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Có thể nói, mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đảm bảo chất lượng tuyệt hảo nhất về độ sạch, độ an toàn cao nhất. Không chỉ đầu tư vào chất lượng sản phẩm, nhãn mác bao bì cũng được cơ sở Huy chú trọng để thể hiện hết đặc tính của sản phẩm. Từ thiết kế bao bì, đơn vị đối tác in bao bì đều được lựa chọn kỹ càng nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất. Khi nấu, từng sợi miến trắng thơm lừng mùi gạo, ăn có độ dai giòn nhất định. Những sản phẩm ấy không chỉ phù hợp với nhu cầu trong bữa ăn hàng ngày của các gia đình. Cơ sở Huy chúng tôi luôn ý thức được việc trau dồi tìm tòi và học hỏi để nâng cao phát triển sản phẩm của mình. Vì tôi biết rằng với sự tin yêu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng. Việc sản phẩm được người tiêu dùng tin dùng vừa giúp thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm của địa phương, nâng cao giá trị làng nghề và giúp người lao động địa phương cũng nhờ đó mà có thu nhập tốt hơn cho cuộc sống. Nghề làm miến gạo ở Phú Xuân nói chung cũng như cơ sở Huy nói riêng cũng ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. Cơ sở Huy luôn đặt chữ tâm là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, luôn tôn trọng pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất. Cơ sở luôn coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công. Đặc biệt, cơ sở Huy xây dựng một thương hiệu bền vững với tất cả sự tự hào về quê hương, đất nước, một thương hiệu được chất chiêu nên từ cội nguồn tinh hoa.